Chào mừng các bạn đã quay trở lại với True Smart Media. Theo những thông tin gần đây chúng ta được biết thì Apple họ trang bị tới 2 phiên bản chip xử lý mạng cho những chiếc iPhone của mình, những chiếc iPhone 7 đó. Đó là chip từ Qualcomm và những con chip từ Intel. Nhưng mà thật không may là những con chip đến từ Qualcomm lại có khả năng kết nối mạng 4G tốt hơn chip từ Intel tới 30%. Và thậm chí là trong những cái trường hợp mà sóng yếu ấy, thì nó có thể kết nối tốt hơn tới 75%. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Mặc dù là mạng 4G ở Việt Nam hiện tại mới chỉ là trong giai đoạn triển khai thử nghiệm mà thôi. Thế nhưng trong tương lai rất gần thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái công nghệ 4G này rồi. Và chắc hẳn là ai cũng muốn được trang bị cho mình một chiếc iPhone với khả năng kết nối mạng 4G tốt nhất có thể. Và nói chính xác, nói thẳng ra luôn đó là những chiếc iPhone được trang bị con chip đến từ Qualcomm. Vậy thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân biệt đâu là iPhone sử dụng chip Qualcomm và đâu là iPhone sử dụng chip Intel. Nhất là trong cái thời điểm hiện tại này, mình có một số thông tin nghe được rằng là Apple họ sẽ phân phối những chiếc iPhone phiên bản chạy chip Intel ở Việt Nam. Cách phân biệt thì đơn giản vô cùng. Các bạn khi mà mua iPhone 7 á, thì ngay mặt sau lưng của nó này, mình có một chiếc iPhone 7 Plus màu, đây là màu gì nhỉ, Matte Black. Ok, và các bạn nhìn xuống phía dưới này, bên dưới chữ iPhone sẽ có hai dòng chữ rất là nhỏ: Design by Apple in California và lắp ráp tại Trung Quốc gì đó. Bên dưới nó là hàng thứ hai đó, đó chữ Model A1661 và gì đó. Đó, trên đây, chiếc iPhone 7 màu Matte Black, 7 Plus màu Matte Black của mình ghi là A1661. Và đó chính là cái con số mà chúng ta cần biết, Model A bao nhiêu. Và theo thông tin mình được biết thì những chiếc máy có model là A1660 và 1661, thật không may đó là những con máy đã được trang bị chip Intel. Còn 1778 và 1784, A1778, A1784 đó, đó chính là những con chip được trang bị chip từ Qualcomm. Hy vọng là mang đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích khi mà chúng ta mua những chiếc iPhone 7 để có thể lựa chọn cho mình những chiếc iPhone 7 được trang bị chip Qualcomm với khả năng kết nối mạng 4G tốt nhất. Và nếu các bạn thấy video vừa rồi hữu ích thì hãy like, share cũng như subscribe kênh True Smart Media để tiếp tục chờ đón những video hữu ích trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.